qua là sư phụ nói chuyện với ba cái trụ tên ở ngoài đời, ông là Ngô Văn Sết, ở trong đó ở ngoài ta kêu là ông Năm Phước, Phước chạy cây ấy. Nhà có chạy cây, chạy cây gỗ, đóng tủ, đóng bàn rồi. Cái sẵn có mấy anh chị em có ông Hồng, rồi mấy đứa em mình ngồi có ông chú Út và rồi mới thỉnh ông về. Rồi ông về ông nói hỏi ba đáng đâu, ba tầng trời số 5. Cái hỏi ba có gặp má không? Nó không. Hỏi má đâu? Má ở tầng trời số 3 mà không có gặp. Nghĩa là khi vợ chồng kiếp này mà hết duyên nó về chết chưa chắc là còn liên hệ với nhau. Giờ khi muốn gặp nhau thì sư phụ kêu ổng, kêu ba, kêu má về một lượt, hai người gặp nhau trái đất. Nhưng mà thường thường á, giống như kiểu má chính là mấy người kia vậy, nói chừng 10 phút là vậy. Tại vì giống như cái oxygen họ không có được phép ở lâu, họ chỉ nói 10-15 phút họ phải đi. Rồi nó quá trời nói, nói hồi nhỏ xin lỗi không có chăm sóc cho con để cho thụ sống cuộc đời nhỏ vậy đó, xin lỗi. Rồi ông nhận dò gán lo cho mấy đứa em thôi, làm cho Hân Hồng mấy đứa giật mình, chết không bao giờ hết. Tóm lại chết vẫn còn liên lạc được với người thế gian á. Nếu mà mình nhìn trời kìa nghe, mà mình mà đầu thai người qua người á, mình không có làm được, tại vì nó đã qua một cái thân khác nó quên rồi. Hoặc là mình đi xuống địa ngục nó quên. Giờ khi thành tiên á thì đi lên đi xuống chứ còn thôi được, bao nhiêu lần cũng được. Hiện giờ kêu má anh Vinh là bả hiện giờ liền, thụ kêu ba thụ là cũng hiện giờ liền. Rồi ở trên trời á, con người hơn con người là cũng phải cần một con nào họ trở nên tu sao, cũng giống như nguyên thần của sư phụ là thiên nhãn á, là hy phải đi những cái hành tinh hành ánh thi và lạnh ở đó một mình, cũng giống như học võ công trong số 5 vậy đó nghe, chịu khổ vậy đó. Rồi ở đó ngồi thiền, ở trên chỉ là ngồi thiền thôi, everything đều là ngồi thiền là tu, thì cái energy nó flow. Ở một hành tinh là cực lạnh, mấy nghìn độ F vậy đó, phải chịu được cái sức lạnh đó. Đến qua một cái hành tinh đi vô lửa, chịu đựng mấy ngàn sức nóng, thì con người mình nó có gọi là kim thạch. Còn nếu không á, những cái tiên thường á, có thể chịu đựng được cái sức nóng chừng 1000 độ thì đã chịu nổi rồi. Mấy ma quỷ á, tại sao nó sợ lửa? Nó không chịu lửa, lửa của mình đâu nhầm gì, có 100 độ nhầm, mà nó còn không chịu được. Tại sao ma quỷ hay là đi dưới địa là người ta hay nhảy qua cái lò lửa đó, thì là thiện đó, là nhảy lửa đó. Tại vì lửa nó làm cho mấy con ma đâu có dám bám cho mình, nó cũng sợ nóng đó con. Nghĩa là mấy con có hiểu gì không? Nguyên thần cũng biết nóng và biết lạnh, chứ đừng có nói nguyên thần là không có thân. Đất nước cho lửa thành tứ đại là không biết sợ đâu, biết sợ đó. Để thụ chứng minh và sư mẫu mình nhà miền Châu á, người bả lúc nào cũng lạnh. Sư phụ thường không cần đắp mền, bả là phải ba cái mền. Hồi đó mất cưới, sau này từ từ sư quen rồi tự người bả lúc nào cũng lạnh. Sau này sư hỏi tự nhiên bả dưới nước thì nó lạnh đáy biển mà. Giống như mỗi lần sư phụ nói chuyện với nguyên thần của sư mẫu á, sư phụ để tô nước phải không, thả bông vô phải không, vô bà nói 5 phút các bà nhảy vô bà lòi chụp gì không biết cái bà gà bà lấy hơi cái ở cái tô mà trên bụi trúc mình có tô rồi, cái bà gà nó tiếp thì có thể được tiếp nữa tiếp, chứ nếu không có tô nước 5 phút là đấy à, không có tô nước là lẻ lắm. Cần có cái tô nước nó vô chạy lội luôn, cần có cái nước nó giống như người cá vậy. Thì tôi không có hiểu sao trong vô vi nó gần almost ở ngoài đời mình là cũng gần similar, cũng giống nhau đó. Người nước cần nước. Rồi ở trên trời á,
cha với mấy chi gì á cứ hội họp nhau, y như ở dưới này mấy ông tổng thống Mỹ hội họp với Liên Hợp Quốc, hội họp có ngày bận lắm. Bận gì chúng ta dưới này vô minh, chúng ta ở đây không vô minh nó trên trời đâu có bận gì, tối ngày cứ hội họp. Mà cái trái đất này là loài người này là mấy gì nói là rất, chúng ta rất là khó khăn, rất là khó hiểu. Và con người chúng ta đó có thể thay đổi và phản bội bất kỳ lúc nào. Mà người trời và những người ở từ tầng số 1 lên trở, người ta không có giống như chúng ta. Khi mang thân người chúng ta có thể trở mặt, thay đổi, đổi ý, đổi tánh. Đang về đi tính đi ăn tối, quẹt cái là đi chỗ khác vậy đó. Tức là người ta, mình không có cái lập trường vững chắc. Và lời nói của chúng ta không bao giờ chúng ta giữ lâu hết chứ. Đó là tại sao á, làm gì á phải lập nguyện thời. Ở trên tức lập nguyện thời, nó không có phải mình nói bằng miệng như thế gian mình đâu. Và cũng không có hợp đồng hay agreement contract gì hết đó. Là phải đưa tay thời, giống như kiểu sư mẫu với thượng bình thời cũ vậy đó. Mấy con có nghe rõ không? Người nào phạm lời thời đồng ý xác. Cha đứng hồi bữa lễ là cha nè, Long Dương nè, rồi cha của thằng Bình đứng đó, buổi lễ đó rất là đông. Ông thơ thằng ông đó ông biết không hết mà. Là bữa mình cúng, hồi bữa con lên trên đó là phải con cúng vô. Ví dụ xin nhanh cái tấm hình mà ai người nắm tay đó, khóc hụ hụ á. Để từ từ, nó cũng từ từ giống như giới thiệu sản phẩm mới trên thị trường. Đây ông dưới thằng mình. Rồi để từ từ độ mấy cái đứa mà ngoan cố cũng. Bây giờ chuyện nó như vậy đó. Rồi mày còn có chửi nó không? Chửi thì lên chửi cha có đau đi. Chửi cha có cho phụ đi. Ngài là người sắp xếp đúng không? Chứ giờ nó chỉ trúng có 1/4 thôi, chứ chưa có trúng phần nữa. Vậy mà nó cho nó là đúng rồi. Giờ ai về trời là xong rồi, nó chỉ là sắp phạm thôi, phụ chỉ mượn bụng chui ra sắp phạm. Còn mà sinh nữa thì phụ nghĩ cũng được. Nhưng mà giống như ngày qua ba cụ về á, ổng cũng nói ba cũng không còn giống như dùng chữ giống như không có lưu luyến nữa, không có quý quý như thế này nữa. Các con cứ gán tụ tập đi về trời là quan trọng. Đấy coi ngày qua phụ nói gì, phụ nhắc gì nha. Phụ nói chị ba có biết ba sanh con là Chúa Xu Tái Lâm không? Nó biết bây giờ mới biết. Ông nói là bây giờ mới biết, chứ hồi lúc ông sống không có biết. Ông nói câu đó đúng không? Ông nói bây giờ ông mới biết, hồi lúc ông sống không biết. Rồi cái phụ mới nói vậy ba có biết con sẽ là vua nước Việt không? Nói là biết, nói thì biết. Thầy sư phụ hỏi những cái mà mình thường nói đó, có cái mà để chết mới biết thôi. Cái sư phụ mới nói chị ba lên trời á, tức là sư phụ nghĩ cũng giống như vừa hơi vừa lực mới vừa như trên trời. Nếu mà ai làm khó ba nói ba là thành ra Chúa Xu ba vô nói cái đó. Ông nói ông có làm vậy, ông nói là ai có phước đi về trời thôi, ở trên đó không có tính như thế gian. Tại đó tôi sanh ra cái thằng con tôi Chúa Xu là dẫn tôi muốn đi từng nào tôi đi, ông nói không có chịu đó. Tôi có nghĩa là giống như ở đây đúng không?
nên anh không có làm gì. Nhưng mà không biết cái câu Giê-xu hỏi rõ luôn á, ba có biết con là Chúa Giê-xu của Thái Lam không? Ông nói bây giờ mới biết. Chưa. Còn xin má tới ngủ đi về trời nha. Rồi chẳng đây lâu quá không có thăm má. Chắc cha nó quay được hay được ra khỏi. Không, mấy con cứ quay đi, không có thăm. Ở ngoài á, đứa nó chưa ở kinh nghiệm, không có hiểu. Rồi nó thấy mùi mùi nói chuyện á, nó càng xuyên tạc dữ cho tôi rồi. Nhưng mà những cái nhà tâm linh ở ngoài kia có, nhưng mà nó đâu có chịu được nhiều. Còn mình là đa số là đại quần chúng mà không có kinh nghiệm. Mới hiểu. Dạ. Giống như là núi mình là cõi trời đi, tất cả con đều cõi trời hết. Nhưng mà khi hết phước hay là muốn nhảy theo sư phụ để giúp sư phụ làm chuyện lớn cho cha đó, thì trước khi giúp sư phụ á, có những đứa phải đầu thai trước để học kinh nghiệm sống với đời. Cũng giống như con sư phụ á, nó phải 300 năm nó đầu thai để mà nó tìm đúng, nó phải canh đúng cái tham mình. Của cái thời giờ đó, mình nó làm đúng cái tuổi như vậy, giống như Krishna cũng vậy, không? Nó đi qua mấy đời cũng giống như sư mẫu, phải lên đây mấy trăm năm làm vợ sư phụ, cũng không biết là bao nhiêu kiếp rồi đó, kiếp nào á, si cũng là như vậy, rồi đứng bình cũng là như vậy, cái trang cái concept vậy, rồi bắt đầu mới. Mới tới cái ngày quan trọng là cái buổi hôm nay, là cái ngày mà ở hội đông qua là quan trọng nhất là lúc này. Còn những cái kia cũng giống như là tập vợt thôi đó. Rồi khi mà con đầu thai Bắc Cô Lô Châu cũng là tập vợt. Bắc Cô Lô Châu nó cũng giống như biển Sa Phật Lu vậy á. Rồi Nam Thiện Bộ Châu là biển này vậy đó, HMB phải không? Thì nó cũng là cùng một trong cái núi Tu Vi. Núi Tu Vi nó bự vậy nè. Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Hằng Châu, Tây Ngô Quá Châu, thì những cái nơi này á đều có người ở, mình thì mình đang ở đây, đúng không? Còn mấy người này ở đây á, họ cái thời gian họ sống tuổi thọ đó khác hơn mình, cũng giống như này nó sống 700 năm, nhưng mà con người nó không có giống người mình, cái da của nó không có mỏng áo, tại vì nó không có nhảy, đâu có máy may đâu, đúng không? Thì khi cái da của nó phải dày hơn. Ví dụ như da của mình thì mỏng hơn, dễ vỡ hơn, thì dễ bị bệnh hơn. Còn nó không có bị bệnh. Rồi ở trên nó cũng không cái gọi là cái faucet ở trên đó đó, cha cho đó nghe. Chỗ nào là cha phải đặt cho cái công thức để sống. Dùng như công thức. Cái công thức ở trên này á, con người sống không có bị quyến luyến tình ái. Chúng ta khổ là vì yêu, vì ái, vì nhớ thương, vì trách nhiệm, đúng không? Trên này nó không có cái đó. Hai một cặp nam nữ á, mà thương nhau thì tự động con người nó cũng như cái máy điện toán vậy, hai cặp mắt nhìn nhau,
là thử coi hai ngày có giống DNA không. Nếu mà không giống thì là hai người matching tiếp tới. Ở trong đó nó mọc ở những cái cây bự khổng lồ, ở trong thì mọc thì nó design như là kiểu mà khách sạn cozy đó không. Lỗ đầu tới đó thì cây mở ra thì hai người vô đó ăn ở nhau 7 ngày 7 đêm rồi cái có con luôn. Nhưng ngày đầu là ở đó là 7 ngày 7 đêm rồi có con sanh luôn. Tức là trong 7 ngày hai người vừa yêu vừa sanh luôn. Rồi ăn ngái trong đó luôn. Rồi đến lúc sanh xong thì mang đứa con ra để ngay cái cành cây đó đó, cây nó bự để đặt lên đó. Rồi cái hai vợ chồng hai người đó cũng không có đám cưới gì hết, cũng bỏ đi mỗi người bye bye em nha. Bye bye anh. Thì cái đứa con này ai nuôi? Thì những người đi đường đi qua đi lại người ta cho uống từng giọt sương để ngón tay của mồ hôi á rồi bỏ vô miệng đó rồi nó lớn lên từ thổi để tiếp tục khi nó biết đi rồi là tự động nó sống. Cho nên con người ở đó sống rất là thuận thức vì khi mà vui xong rồi là không có tình cảm gì đó và cũng không có gặp lại cái người kia cũng chẳng có khe con mình kiểu của cái đời sống của cái cộng đồng gia đặt ra đó rồi nó sướng hơn mọi của mình xuống phép bên đây nó cũng sướng hơn. Con thấy những người giống như những người ế lệnh đó nó da nó bự rồi người của nó cũng hơn mình nữa, nó lanh lẹ hơn mình nữa, rồi nó sống dai mình rồi tại sao tới mình lại là mang da rất là mỏng nắng lúc là bị đen đó. Là vì mình là ai á, mình sống cái quả địa cầu này á, mà người đó nó cũng là dạng giống như là giống như dân kiểu Việt Nam vậy. Mấy thằng Mỹ này là sướng á, mấy Mỹ mập, Mỹ đen, Mỹ mập, nó nhìn tối ngày. Còn Việt Nam mình nó bị ốm cái xương cũng vẫn sống đúng không? Kiểu nào cũng vẫn sống, ra sau giường hái mấy cái rau luộc vô, cái ăn với mấy muối cục cũng sống. Mấy em nghĩ này một ngày mà có chiến tranh đi. Cả cái quốc gia này á, là không có cảnh sát nào mà control được á. Nó kiếm cả chồng mình chắc nó xẻ thịt nó barbecue á. Thiệt á. Thì cái trái đất của mình như vậy. Cái trái đất mình nó rất là khó sống. Cho nên tất cả những vị Phật, những vị Bồ Tát á, muốn thành Phật phải ở cái trái đất này. Và con người nó rất là khó. Gọi là ngũ trược ác thế. Thân tứ đại có ngũ ẩn lục căn á, mình ngửi cái mùi á, người ngồi kế bên á, mình không còn thích là mình cũng khó chịu, người ta không có vụ đó. Mình nhìn ai á mà mặc đồ mà không có hợp với cái màu của mình thích, mình cũng không ưa, là làm cho mình bực. Thấy không? Mình đang yêu người này cái hồi cái mình thấy người kia ngon hơn mình yêu người khác, trời ơi mình đủ chập chờn hết, đủ chứng bệnh. Trên Phật Bồ Tát phải về trái đất. Phải vượt qua những cái thử thách đó. Tất cả gọi là challenge, thử thách thôi. Mình cũng đang thử thách, tôi cũng đang thử thách. Tất cả sư mẫu hay là tụi mình đều là người thử thách. Qua được cái này rồi là biết rồi, xong là giống như là làm muốn lên tiền tiêu vậy. Là về khỏi trời sống vui sướng. Còn mấy cái người này á, họ không có Phật, không có những người như sư phụ đi lập đạo, cũng chẳng có vị Phật nào tái sanh để mà giảng pháp cho họ nghe hết. Tại vì nó sướng quá, nó sống 700-800 năm rồi nó cũng chẳng có yêu đương, nó cũng chẳng có trách nhiệm gì, nó cũng không có cần tiền xài nữa. Nó mà vô cái cây mà không trả tiền khách sạn 7 ngày 7 đêm là xếp được mấy nghìn bạc rồi. Anh ơi sướng không? Mà ăn uống không có làm tốn chữa cho baby nữa. Ngón tay để cái nữa rồi đứa bé lớn. Con thấy sướng không? À, mà con mình cũng không trả tiền baby sick nữa. Người ta đi ngang cái đó, người ta cho đứa uống gì, rồi nó lớn lên, rồi nó đi tiếp. Thì cái xã hội của họ nó cứ xây dần như vậy. Đó là lý do là mang thân người nó khác hơn. Cái Nam Thiện Bồ Châu nó khác hơn những cái thành tích kia. Mà từ ở đây á, mình đi qua đây á, những nhà scientist á, thì nó nói là hố đen quá không? Bữa hổm á, sư phụ hỏi mấy vị trời lâu lâu sư phụ rảnh á, ngồi mà sư phụ nghĩ ra cái gì á, thì sư phụ hỏi cái đó. Vậy chứ tại sao cái hố đen là cái gì mà những nhà scientist người ta thường nói? Cái mấy vị mới giải thích. Nó không phải là cái hố đen, mà nó là một cái dòng
cái giống như cái nón lá vậy đó. Khi mình đi qua đó đó là mình đi qua một cái thế giới khác, và cái không khí và phong cảnh và cái đời sống và cái thời gian á nó khác hơn ở đây. Đó là lý do tại sao á người ta gọi là Stargate nữa. Mình bước qua đây cái là nó là không gian khác, cũng giống y như bây giờ con đang ở ở bên Ả Rập Saudi, nó đang nóng ở ngoài cực kỳ nóng không, cái ở trong bây giờ nó làm hai mấy cái nhà mà để thổ tiếp lạnh á, nhưng bước vô là lạnh liền vậy đó. Thì nó chỉ ngăn qua một cái dòng thủy đó, là một cái thế giới mà đi mỗi một cái này á, thật sự nó cũng là mấy gì cho đó, nó cũng là một cái nhóm nhóm láng giềng của mình thôi. Còn đối với mình á, mình nghĩ nó xa xôi. Nhưng mà sư phụ hỏi mấy vị kia đó, nó cũng nằm trong cái gọi là cõi tứ đại thiên dương của này nè. Rồi ở tứ đại thiên dương á, ở cửa bắc, cửa đông, cửa nam. Thì bữa hôm có một vị giải thích sư phụ á, ở cửa bắc á, cha là một cái cột khổng lồ lớn đó. Con người mình đứng đó nó cũng giống như là con chó vậy đó. Cái cột đó là chạy à, ai đi qua cái cột đó là khi cái thằng hồn mình á mà mất á, mà mình đi về con trời đó, mình sẽ đi qua cái cột đó. Đó là cái cột đó là gọi là của tứ đại thiên dương, là ông bắc, ông nam, ông tây mà mình thở chạy. Nó không có xa xôi, nó cũng là nằm trong cái solar system của quả địa cầu. Rồi cổng nam đó là bữa hôm mấy vị giải thích rõ lắm, mà lúc mà sư phụ nói chuyện thì sư phụ không có thích cái nốt xuống, bây giờ sư phụ nói những gì là sư phụ nhớ thôi. Lâu lâu thì sư phụ ngồi nói chuyện với những gì nào mà thân với mình á, chịu nói chuyện lâu á, chứ không phải những kiểu thiên nhãn sực sẹt nó bỏ đi quá không, thì đâu có học gì được nhiêu. Vị nào mà nói chuyện lâu á thường mới hỏi tùm lum, hỏi mà nó không có ảnh hưởng gì chính trị của thế gian á là mấy vị trả lời nản ở trên đó sống sao, con người sao, rồi ông tiên là được bao nhiêu bà tiên, không có bao nhiêu đại ca, rồi tại sao ở trển lại có nam có nữ, cái gì nó cũng như mình, cũng nam cũng nữ, nhưng mà cứ lên tên lên tới những cái tầng cao đó sẽ không còn nam không còn nữ nữa, người nam có thể sanh được luôn. Hỏi sanh sao thì sanh cũng như thế gian vậy đó, nhưng mà không có sanh bằng, không có sanh giống như kiểu mình, biến quá ra gì, cũng giống như sư phụ là cha mẹ sanh ra đó. Quá ra, quá sanh. Thế sư phụ hỏi vậy mai mốt, sư hỏi thật tình, mai mốt gì trời ơi, mình có con không? Ở trên trời sư phụ có 12 tuổi à, con chú chi có như 8 tuổi, sao có con được? Đó, mai mốt cũng giống như cha vậy, vua chi cha, đã có 12 trai. Thầy chưa gì đó, hãy trời đó, đã biết trước trong tương lai chắc mấy chục triệu năm sau. Sư con có thể đăng ký làm con của sư phụ được không? Đừng có hỏi. Cái đó là con nguyện thầy á, là được thôi. Cái nào mà nguyện thầy. Con vô là không bây giờ là bị đỏ, bậy bạ phải không? Là bởi vì cha là thượng đế thì những cái đứa con mấy anh với mấy chị của họ là lỗi lạc của mình, là đi một cái hành tinh nào á đều là leader hay là king hay là sáng lập ra hay là develop một cái hệ thống của cho cái dân ở đó để mà họ có biết cách ở sống. Cũng giống như giờ một người mà trí thức ở thành phố rồi lạc vô trong cái bộ lạc của mọi da đỏ mà nó không có biết mặt ngẽ mà phải giả cái gì đó, thì người trời giống vậy đó, dạy cách nấu ăn, đừng nướng đồ không, đừng ăn sống, rồi dạy cách đi bắt đồ ăn đồ không, thì người trời là bổn phận là để đưa cái dân số của nhà của chúng sanh á, chúng sanh gọi là chúng sanh hàng thấp á, trở về một đời họ là người mỏ da đỏ, sau đó họ sẽ đầu thai thành lên thành người Việt Nam, thì giờ gặp sư phụ hay gặp thầy gặp chùa đó rồi gặp kinh, thì
từ đó là lên luôn. Chứ đâu phải là con nghĩ là mấy người ở bên Africa họ cái đầu thai chứ vậy hoài đâu, đâu phải đâu. Đây bữa sư phụ có coi cốt nhiều người đó, họ cốt cũng rất là thấp hèn, rồi lên từ từ lên thành người, rồi chưa có kịp đủ cái thời gian tái sanh đó thì mình thấy họ hơi đặc độn vậy đó. Cho nên tất cả ai cũng thành thật hết. À, Phật Thích Ca nói vậy, ai cũng sẽ thành thật. Hỏi sao ngộ vậy? À, nhưng mà có người là Phật đời này, có người cả cái núi bằng đá đó mà lấy khăn mà lao á, nó thẳng đó, thì mới thành thật. Cho nên sớm hay là muộn thì đó là cái vấn đề. Đâu có ai muốn hút mà muộn đâu đúng không? Đâu muốn làm Phật liền không mà. Thế gian này là một cái thử thách rất là cực kỳ khó. Nó cũng khó giống như mấy con học làm lính người nhái vậy đó, lặn xuống biển rồi thế này nọ, hay là học làm phi hành gia vậy đó, phải đeo đồ vô rồi lặn phục. Thì đó là những cái thử thách của chúng ta. Làm thân người nó cực như vậy, không phải đơn giản làm thân người đâu. Coi sư phụ đâu con ở đó thôi. Ừ, cái nhiệm vụ nó đơn giản vậy đó. Không, đại thù đâu có thấp lên, con xuống làm gì. Đại thù xuống thù cần ăn cơm con mới nấu. Đại thù chết rồi đâu không có ăn. Ừ, thì thù về Thiên Long Sơn thì cha mới gửi xuống cho con nấu cơm vậy đó. Chỗ đó là quản gia của Thiên Định mà. Đi bởi vì con thấy lâu rồi. Đấy, ai gì? Sư phụ, con cái biển này nè, hồi đó gặp sư phụ là con có ai không á? Và sao khi mà con gặp sư phụ rồi con mới không mà? Sư phụ là sao? Bay trên nước không á hả? Bay dù 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 luôn, con nói bay mà tới con nói chắc bay cũng là chắc. Trước khi con gặp sư phụ là con mai không có. Con hay đó, nó cũng có rồi cái này, cái con gặp sư phụ là thức nó còn nhớ lại á. Rồi trước khi mà con về là thực sự là một cái chuyện động hả, bự thật là bự gì đó, giống như cái hộp sọt phụ đeo gì đó, nó sáng gì đó, cắn chân luôn mà hả, hiện ra bự rất như một cái nhà gì đó, còn chắc nha, cái hả hộp ra cái con cầm cái tay rút vô mà giống như cái con hả gì đó, mà ở ngoài đất trời nha, mà người ta cũng đông lắm mà người ta đợi để đặt hạ xuống để đặt ta nhìn đó mà không đi lại đó là đi lại con. Hạ xuống ngay con rồi là trước khi con gặp rồng á, màu gì rồng? Màu trắng đẹp lắm. Bạch long. Dạ. Ở chắc bạch long mình chứ ai? Dạ, màu trắng mà trong cái hộp tròn có sụn ra bởi vì nào con? Không biết con lại con thấy trống quá con chụp cái mặt cái gì kia. Trắng này chắc là bạch long. Dạ, đẹp dễ sợ mà bự lắm. Hạ xuống sát ở dưới luôn cái con út người ta vô cái là trước khi gặp. Đây là chứng minh có một cái thế giới thật sự hiện hữu qua lời sư phụ kể là phải không, qua lời của chính kể đúng không, và tất cả trong kinh điển Phật đều là matching là còn thiệt, chứ không phải đợi chúng ta chết rồi là muộn rồi, đâu có còn nữa. Đó là lý do tại sao Phật nói con người muốn về trời là phải có lòng tin và phải chịu lắng nghe, chỉ hai thứ là lòng tin lắng nghe thì về cõi trời. Còn người nào mà không có lòng tin mà không lắng nghe thôi ở là làm người thế gian mãi mãi đi, rất là đơn giản. Chứ làm sao là chứng minh được, mấy con làm sao có khả năng mấy con tự hiểu tự chứng minh được gì chứ. Trong trường bao nhiêu sách vở hay là những cái ông bác sĩ ông kêu uống thuốc này bữa nay, mình đâu có biết thuốc đó vậy, ông kêu là mình uống thì sư phụ cũng giống vậy, mấy con cứ nghe lời sư phụ làm gì đúng gì là mình đi về. Chứ giờ kêu sư phụ mà ngồi phân tích thì cũng giống kêu bác sĩ ngồi á, ông cứ phân tích cái thuốc này ra đi rồi ông coi coi sao tôi mới chịu. Cái đó là tự mình lì mình cái ngã thôi, bệnh chết thì bác sĩ đưa thì uống,
và chúng sanh đang lạm hụt, vừa đói, vừa tức là thiếu tiền kinh tế, vừa bệnh Covid, rồi chiến tranh, rồi Việt Nam, rồi bây giờ cả cái thế giới. Không biết cái thằng chim nhà ngũa nó nẻ một trái bơm tử qua cái bờ biển này, không biết mình có còn sống không nữa. Thì bây giờ sư phụ đưa thuốc cho uống, đây là cái thiên tâm nè, rồi đeo dấu thiên tâm vô thì là hết bệnh. Mà đó mà còn lưỡng lự rồi nữa, trời ơi, kén chọn. Có phải là khờ quá không? Hình như cái này sư phụ xài danh từ ngu hơi nhiều quá, giờ bớt đi. Khờ đúng không? Vô minh thì chả hiểu chữ vô minh là gì luôn. Nên mình không xài vô minh, mình không xài ngu nữa, mình xài khờ. Xài chữ nó cũng quan trọng lắm không? Cậu giờ nó canh vô từ chút chứ. Chà mèo. Nhưng mà cũng có những kiếp sư phụ đóng vai rất là bình thường. Rồi có một kiếp ở đâu ta? Có một kiếp sư phụ đóng vai ở bên Pháp làm nộp rồi đó. Đúng rồi. Sư phụ là nộp rồi làm biết. Cho nên không phải kiếp nào cũng là vua. Đây có những kiếp không cần thiết là vua. Có những kiếp là cũng giống như mình làm giống như tài tử Tom Cruise đi. Có những lúc nó đóng phải đóng vai phụ và đóng vai chính, tất cả là giống như đóng phim thôi à. Trả lại gì á. Rồi có những kiếp giống như hồi La Mã đó, một cái ông vua gì mà hiện bây giờ bên Ý thằng ai á, của Sisa trở về Sisa là đó đó. Nhiều lắm, nhiều cái mà trên nó tính không có hết kiếp. Cái gần đây nhất là thầy nói con đã từng làm vua rất là nhiều lần ở trên quả địa cầu này, cho nên kinh nghiệm làm vua là con có thường, cho nên nước Việt Nam sẽ không có gì mà khó khăn với con đó. Đó là thầy nói cái sư thỉnh ngài trận đạo, nói giờ không có tiền thì bây giờ mình làm sao lo cho dân 100 triệu, giờ đang đói hả hỏng á, xương độc da với bệnh nặng không à. Tức là đưa một đống rác trên bộ quê hốt á, chả có cái gì gọi là tài nguyên. Tài nguyên là chỉ có mớ học vấn ở Mỹ này thôi, Việt Nam nó cũng có nhưng mà không có nhiều. Thì ngài mới nói, thì ngài coi ngài qua Mỹ lập bàn tay trắng đúng không, mấy bữa chạy cơm với con ấy, thì sau này nước Việt nó cũng hiện giờ là cũng vậy. Thì ngài làm lên bàn tay trắng, thì những cái gì mà ngài đã trải qua là Thượng Đế đã cho ngài học hỏi kinh nghiệm rồi, là một mô hình nhỏ. Thì bây giờ đến lúc mà thực hành mô hình lớn thì nó đâu có khó khăn gì đâu. Nên mấy gì nói gì cả cái chuyện mà bữa ở mấy ông nội mà la ông tùm ngoài đó, toàn là vu oan vu hụ á, đâu có thiệt vậy đâu. Rồi cái về chị mới nói cái này là để cho cái ngai vàng nó vững hơn, vì sau này để phải nên nhớ đến Mẫu Lưu Hành nói những cái người mà tướng cẩn thận của đệ, dầu cho đi theo đệ 50 năm như mấy bác vậy đó, đến giờ chắc họ cũng muốn khống chế đệ và cũng muốn làm theo ý của họ, để mà sau này đệ có kinh nghiệm gì đó. Các bạn thấy rõ luôn thấy không? Rồi cái ngày hôm qua sư phụ hỏi mới sáng trong hôm qua nữa, là mỗi ngày sư phụ hay bắt mạch, sư phụ cũng giống như là y tá vậy, bắt từng người từng người. Đứa nào mà sư phụ nhắc tên hoài là cũng hay bắt mạch mấy con. Đây sư phụ bắt mạch 3 ông già, hỏi giờ mấy ông già tâm trạng như thế nào. Ồ, tâm trạng rất là hoang mang và họ cũng không có biết lý do tại sao xảy ra chuyện. Nghĩa là cả ban thân của ông bố hay là ông cũng không hiểu làm sao xảy ra nữa. Nghĩa là họ hoang mang đó, là bị hụt hẳn rồi đó. Đại Pháp Thượng là xong, từ nay không có nói chuyện phong đơ còn cát gì đánh này nè. Rồi cái nói về Quyền Châu, nói sau này Quyền Châu lên là hoàng hậu, cái ngai vàng, cái ngai vị cũng không có bị tai tiếng, tức là cut off hết những cái relationship. Bên sư phụ là không có anh em bà con gì hết,
bên Hưng Bình chả có, bên Sư Mộc chả có, chỉ có một cái anh em ruột thịt con cái, đó là 100 triệu dân, chẳng có người thân nào mà xen vô hết. Ở trên đi rất là hay, mà bên nào cũng có bà con nên mà cuối cùng bà con quậy mình, đó là cơ trời đi, không phải đi không mà không có đi rồi. Thì cái bài học thử khách, thử mà thử quá là lọt. Đứng lên đi bộ một vòng đi hả?